Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời tiết tối trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, nắng nóng vẫn xảy ra ở khu vực Tây Nguyên Nam Bộ, trong khi đó Bắc Bộ và Trung Bộ ngày mai chuyển mưa lạnh. Do bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển vào đất liền nước ta, rạng sáng mai Bắc Bộ chuyển mưa lạnh, có nơi mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông thì đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật. Nhiệt độ tại các tỉnh thành phía Tây Bắc Bộ thấp nhất quanh khoảng từ 18 cho tới 21 độ. Ở miền núi thì có nơi dưới 17 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, thì nhiệt độ cũng giảm từ 21 cho tới 25 độ. Gió mùa Đông Bắc tăng cường, từ chiều mai nhiều tỉnh thành phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 3, lại kèm mưa rào rải rác, nên cảm giác là lạnh rõ rệt. Bởi vậy, để đảm bảo sức khỏe, tránh nhiễm lạnh, thì quý vị ở miền Bắc thì nên trang bị thêm chiếc áo khoác gió và áo mưa khi di chuyển ra ngoài đường. Với khu vực miền Trung thì cũng chịu tác động của khối khí lạnh, xuất hiện mưa vài nơi. Chiều mai từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh có khả năng là xảy ra hiện tượng mưa rào kèm dông. Sáng sớm thì có sương mù nhẹ, duy trì nền nhiệt thấp tại các tỉnh thành Bắc Trung Bộ, dao động trong khoảng từ 22 cho tới 26 độ. Còn với Trung và Nam Trung Bộ, mưa tập trung về đêm, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ nhỉnh hơn là từ 24 cho tới 29 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều tỉnh thành, trong đó nắng gắt kèm theo nền nhiệt cao trên 34 độ ở các tỉnh thành miền Đông Nam Bộ. Những nơi còn lại của Nam Bộ thì nhiệt độ dao động từ 26 cho tới 32 độ. Còn với khu vực Tây Nguyên, do lợi thế địa hình, nhiệt độ ở mức dễ chịu hơn là từ 20 cho tới 28 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, trường gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình. Các vùng biển nước ta khả năng có mưa nhiều nơi. Vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, sau mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 và biển động mạnh. Còn với vùng biển quần đảo Trường Sa, gió cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.